Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Thì theo lộ trình cất sóng 2G thì từ ngày 16 tháng 9 năm 2024 trở đi, tất cả những cái máy mà chỉ hỗ trợ 2G sẽ không sử dụng được nữa các bạn nhé. Thế vì vậy là các nhà mạng đã cung cấp cho chúng ta cách kiểm tra xem là cái máy điện thoại của bạn có hỗ trợ sóng 3G, 4G hay không. Thì hiện tại Viettel cho phép là người dùng là kiểm tra xem là điện thoại mình sử dụng là thông qua tin nhắn gửi đến tổng đài 191. Thế tuy nhiên mà để thực hiện được cái điều này thì người dùng cần phải biết là dãy số email nhé. Email là cái dãy số nhận dạng thiết bị di động quốc tế của điện thoại mình đang sử dụng. Mà để biết được cái số email này thì người dùng cần phải mở chức năng nghe gọi ra nhé. Thì các bạn ấn vào cái cuộc gọi cho mình này. Sau đó các bạn ấn cho mình là sao thăng 06 thăng này. Và đây là cái email quản lý máy các bạn nhé. Và đây mình đã chép cái số email ở đây rồi. Sau đó các bạn sẽ vào mục tin nhắn cho mình này. Tiếp theo các bạn vào soạn tin nhắn cho mình này. Tổng đài nhận sẽ là 191 này. Và nội dung sẽ là KTDT. Cách số email các bạn nhé. 357790509459. Và các bạn thao tác gửi nhé. Sẽ các bạn chờ giây lát này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Thông tin quý khách vừa kiểm tra là email của máy điện thoại có hỗ trợ 4G. Khi các bạn nhận được nội dung tin nhắn thế này, tức là con máy này sẽ có hỗ trợ 4G và các bạn cứ yên tâm sử dụng, không phải lo nghĩ gì nhé. Thế còn cái trường hợp, đây cũng là một con máy các bạn nhé. Mình sẽ kiểm tra cái số email này và mình sẽ gửi tiếp thân thế nào nhé. Đây, sao thăng 06 thăng này. Các bạn cũng soạn cho mình này. DT KT này. Cách này 3563 này. 3563 này. 3805 này. 3805 này. 3915431. 3919431. 9431 này. Và các bạn ấn gửi cho mình này. À, xin lỗi các bạn nhé, cái này mình soạn sai cú pháp các bạn ạ. Mình copy lại này. Đây nó là KTDT. KTDT. Cách gửi này. Thông tin quý khách vừa kiểm tra là email của máy điện thoại hỗ trợ 2G không, trân trọng. Thế như vậy là con máy này từ ngày 16 tháng 9 trở đi là sẽ không thể sử dụng được nhé các bạn nhé. Cách kiểm tra này là rất chuẩn xác các bạn nhé. Còn cái trường hợp ví dụ như máy này không may hết pin thì các bạn kiểm tra bằng cách nào? Nếu không may cái máy này hết pin hoặc như nào đó thì các bạn sẽ cậy cái quả pin này ra các bạn nhé. Thì dưới này này, nó sẽ là cái email quản lý máy các bạn nhé. Các bạn nhìn cho soạn cú pháp như thế này cho mình nhé. Trên đây là cái video chia sẻ các bạn cách kiểm tra là máy hỗ trợ 2G, 3G hay 4G bằng SIM Viettel nhé. Thì video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết cái video của mình. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo lần sau của mình nhé. Chúc các bạn làm thành công nhé.